Bé trai 7 tuổi bị máy trộn bê tông nghiền nát cánh tay khi vào công trình xây dựng chơi. Theo thông tin, vào ngày 6 tháng 1, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, phó giám đốc Bệnh viện Di động thành phố chia sẻ, bệnh nhân là bé trai tên K 7 tuổi, ngụ tại Đồng Tháp. Khai thác bệnh sử ghi nhận, bé K đi đến công trình xây dựng chơi, em thò tay vào máy trộn bê tông và bị kẹt tay vào máy. Người làm ở công trường phát hiện tai nạn đã tắt máy, đưa trẻ ra ngoài. Khi đó trẻ dập rách cánh tay trái và được người nhà đưa đến bệnh viện địa phương. Trẻ được sơ cứu bằng nẹp và truyền dịch giảm đau chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh. Tại bệnh viện Nhi đồng thành phố, các bác sĩ ghi nhận trẻ lừ đừ, da xanh niêm nhợt, môi tái, mạch quay bên tay phải bắt nhẹ, tay trái dập nát, chảy máu không bắt được mạch quay. Xét nghiệm dung tích hồng cầu còn 18%, chẩn đoán vết thương tay trái dập nát gây đứt động mạch cánh tay, sốc mất máu. Ngay lập tức, các bác sĩ cấp cứu kích hoạt quy trình báo động đỏ, đồng thời tiến hành băng ép vết thương cầm máu, đặt nội khí quản giúp thở, thiết lập hai đường truyền tĩnh mạch truyền dịch chống sốc. Trẻ được chuyển phòng mổ trong vòng 15 phút. Các bác sĩ chỉnh hình mạch máu ngoại khoa gây mê hồi sức ngoại ngưng hàng máu, tích cực hồi sức truyền dịch, truyền máu, dùng thuốc vận mạch điều chỉnh toàn chuyển hóa máu. Theo thông tin, ekip tiến hành cắt lọc, thám sát vết thương dập nát cánh tay, ghi nhận mô hoại tử rất nhiều, lấy ra nhiều đất cát. Thám sát ghi nhận trẻ bị đứt và dập một đoạn động mạch cánh tay trái 15 cm. Nhận thấy không thể cắt nối động mạch được, bác sĩ đã rạch da 10 cm ở cổ chân phải, lấy một đoạn tĩnh mạch hiển 12 cm, sau đó ghép vào thay thế cho đoạn động mạch phải cánh tay bị dập. Hai ngón tay trái tưới máu kém, nguy cơ nhiễm trùng cao nên được làm mỏng cục. Sau mổ nối mạch máu, trẻ được tiếp tục điều trị tại khoa hồi sức ngoại, hỗ trợ hô hấp, chăm sóc vết thương qua cắt lọc. Các y bác sĩ tiến hành chăm sóc vết thương kỹ lưỡng, đặt VAC tưới rửa, hút áp lực âm liên tục, sử dụng các loại gạt sinh học sát khuẩn, hấp phụ mô hoại tử, kích thích mọc mô hại. Sau gần 2 tháng điều trị, mạch máu lưu thông tốt, tưới máu đầu chi hồng hào, trẻ được cài máy thở tỉnh táo, được ghép da và phục hồi dần tay trái, cánh tay có thể cử động giơ lên hạ xuống như bình thường. Bác sĩ Tiến lưu ý, phụ huynh cần giáo dục con trẻ nhận thức được nguy hiểm rình rập khi đến chơi ở các công trình xây dựng. Cụ thể như các hố đào dở dang bị ngập nước, các dụng cụ tường vách, dàn giáo có thể sập, đè, các máy cắt thép gạch, máy trộn bê tông đều có thể nguy hiểm đến tính mạng.